Trong một thông báo được đăng tải trên mạng Telegram cá nhân, Thống đốc tỉnh Mykolaiv của Ukraine cho biết vụ tập kích tên lửa dữ dội của quân đội Nga vào rạng sáng ngày 31 tháng 7 đã khiến nhà tài phiệt Oleksiy Vadotsky, chủ của công ty nông nghiệp Nibulon và vợ ông thiệt mạng. Nibulon là một trong những công ty nông nghiệp lớn nhất Ukraine. Ông Vadotsky được ghi nhận là đã xây dựng Nibulon trở thành công ty chuyên sản xuất và xuất lúa mì, lúa mạch và ngô lớn bậc nhất Đông Âu. Công ty này hiện còn sở hữu cả một đội tàu buôn, xưởng đóng tàu và bến cảng riêng phục vụ cho mục đích xuất khẩu. Vì những thành tích xuất sắc trong thời gian điều hành Nibulon, Oleksiy Vadotsky đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả cái chết của ông Vadotsky là một mất mát to lớn với toàn bộ người dân Ukraine, đồng thời chia sẻ doanh nhân này là người tiên phong trong việc xây dựng một thị trường ngũ cốc hiện đại với nhiều mạng lưới trung chuyển trên khắp lãnh thổ nước này. Chính những con người như ông Vadotsky cùng công ty của ông tại miền nam Ukraine đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho toàn thế giới. Ukraine sẽ trở lại mạnh mẽ, ông Zelensky khẳng định trong bài phát biểu vào tối ngày 31 tháng 7. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 7, còi báo động đã vang lên trên tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine, trừ khu vực bán đảo Crimea và tỉnh Kherson đang bị Nga kiểm soát do các cuộc tập kích tên lửa của quân đội Nga. Thị trưởng thành phố Mykolaiv, Oleksandr Sienkiewicz cáo buộc các cuộc tập kích bằng hỏa tiễn từ các pháo phản lực phóng loạt Tornado S của Nga đã đánh trúng hai quận trung tâm tại thành phố miền nam Ukraine này, khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương.